cái tuyến giữa của Việt Nam mình thì hôm qua rất nhiều người khen là tuyến giữa Việt Nam mình là hay ấy. Thì em để xin phép được hỏi ý kiến của anh về cái nhận xét về cái tuyến giữa tuyển Việt Nam ngày hôm qua được không ạ? Thực ra là hôm qua cái tuyến gần vậy làm rất tốt, đây là cái sự dây liên sợi dây liên lạc giữa tuyến phòng ngự với lại hàng tiền đạo ở trên. Thực ra là cái cách chơi của mình hôm qua anh đang lo là mình có tập trung và đá đúng phong độ hay không. Rất may là mình kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu rất là tốt. Hầu như là trận đấu là trong tầm kiểm soát của mình, thì đấy là cái công của cả đội, nhưng mà như là cái hệ thống hàng tiền vệ là vận hành từ Sơn Thu và đúng ý đồ của ông Bắc. Vâng ạ. Anh có cảm thấy bất ngờ hay không khi mà Tuấn Anh và Quang Hải được lựa chọn thay vì một cầu thủ nhiều người vẫn nghĩ rằng là những cầu thủ có tính cơ bắp, có thể chịu được cái sự tranh chấp và quyết liệt của Indonesia sẽ là lựa thực chọn? thực 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 ra là không không hẳn đâu, bởi vì Vâng. là tùy từng trận đấu ông Bắc ông muốn chọn người. Cái này anh không bất ngờ là vì sao, bởi vì là mình ông biết chắc là mình sẽ cầm bóng nhiều, và Vâng. cầm bóng nhiều thì phải cần những cầu thủ có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, giống như kiểu mà Bắc Sa ngày xưa ấy, ví dụ như họ nổi vượt trội hơn thì họ cầm bóng tốt hơn thì đâu cần phải những người cơ bắp nhiều đâu. Vâng ạ. Đấy thì anh nghĩ là khi cái lựa chọn cái lối đá ông ấy nghiên cứu Indo rất là kỹ. Dạ. Đấy thực tế là theo anh ấy thì với những cái đội như Indo hoặc Malaysia thì mình có thể hàng tiền vệ đấy mình có thể chơi tốt, nhưng gặp UAE thì cũng cần phải 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 kiểm chứng, À bởi vâng ạ. vì thực ra là lối đá với những đội như UAE cửa trên thì cũng mà những cái tiền vệ mà thiếu cái sức cơ bắp thì cũng là tương đối khó, bởi vì mình cũng phải bóng ít hơn Vâng ạ. đấy. À, ngày hôm qua thì tiền vệ Nguyễn Quang Hải thì bị một cái thẻ vàng và vắng mặt ở cái trận đấu sắp tới với Malaysia. Cá nhân anh thì anh đánh giá thế nào về vai trò của Quang Hải ở trận đấu ngày hôm qua? Bạn ấy đã đóng góp thế nào về tuyến giữa của Việt Nam, và sự vắng mặt của Quang Hải ảnh hưởng thế nào với Việt Nam ở trận với Malaysia ạ? Thực ra là với những cái đội như Malaysia thì lại rất là cần Quang Hải. Vâng ạ. Vì sao? Tiêu biểu cho hôm qua Quang Hải là một trong những cái mắt xích mà liên kết những cái cầu thủ còn lại rất là tốt, cái cấu trúc của đội hình rất là tốt. Dạ. Mình về anh thấy là cái đóng góp của Hải là không phải là bàn thắng, Vâng mà ạ. là khi đội mình kiểm soát bóng thì Hải là cái sợi dây liên lạc rất là tốt. Dạ vâng. Cậu ấy có tư duy chiến thuật đá một hai chạm được, Vâng ạ. thoát bóng rất là nhanh. Vâng. Đấy cũng là một cái, nhưng mà bây giờ là bị thẻ vàng rồi thì tôi nghĩ là không phải vấn đề quá đáng lắm, Vâng bởi ạ. vì khi cái hệ thống nó vận hành ấy, thì cầu thủ nào vẫn phải vận hành theo hệ thống đấy, bởi Vâng. vì cái lối đá của Bắc cái hiểu là tất cả đều phục vụ cho cái chiến thuật của một tập thể Vâng trong ạ. từng trận đấu cụ thể. Anh nghĩ là vắng Quang Hải cũng là tất nhiên là điều đáng tiếc, nhưng mà anh nghĩ là có người đủ sức để thay thế Quang Hải được. Với cá nhân anh đánh giá rằng là người thay thế được Quang Hải ở cái trận với Malaysia phù hợp nhất Thực ra có sẽ thể là là Minh Vương, Vâng ạ. bởi vì khi đang vận dụng cái đội hình 3-5-2 này thì anh Minh Vương cũng là một trong những người phù hợp, hoặc là Công Phượng đấy. À vâng ạ.